Tết Nguyên đán thì có những ý nghĩa thật sự đặc biệt, khi đó là khoảng thời gian chúng ta dành trọn yêu thương cho gia đình và người thân, bè bạn đúng không nào? Và ngày Tết thì không thể thiếu được những mâm cơm với các món ăn truyền thống vô cùng hấp dẫn rồi. Và có một món ăn vô cùng quen thuộc không thể thiếu trong dịp Tết cũng như là bữa ăn hàng ngày. Anh Tùng có đoán được đó là món gì không ạ? Ngày Tết thì có quá nhiều món ngon mà món nào cũng quen thuộc cả. Anh cũng không thể nghĩ ra để trả lời em. Thay vào đó thì Ngọc có thể là bật mí cho anh và quý vị khán giả biết về món ăn này được không? Vâng, chắc hẳn rồi, bà Ngọc sẽ bật mí luôn cho anh Sơn Tùng và quý vị khán giả biết là chúng ta sẽ đến với một mâm cơm ngày Tết ấm cúng của gia đình nhỏ để xem rằng món ăn này là gì nhá. Với tiêu chuẩn sản xuất đạt chuẩn, cùng hương vị thơm ngon đến từ những giống lúa được nghiên cứu kỹ càng, Vinasit đã trở thành thương hiệu gạo sạch quen thuộc với rất nhiều người tiêu dùng trên cả nước qua những sản phẩm như gạo lứt đen Phúc Thọ, gạo lứt huyết rồng Phúc Thọ, gạo thơm RVT, gạo VJ Price, gạo Ban Mai, gạo Japonica. Và đặc biệt, gạo ST25 mang thương hiệu Vinasit đã được gieo trồng tại vùng canh tác lúa tôm Sóc Trăng. Các sản phẩm gạo Vinasit được sản xuất từ các giống lúa bản quyền, được duy trì phục tráng để giữ nguyên các đặc tính của giống và gieo trồng theo chuỗi giá trị khép kín tại các vùng sinh thái lúa tôm, vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nước đến đất. Với quy trình sản xuất, chế biến hoàn toàn khép kín, gạo tươi sạch Vinasit luôn đảm bảo 4-0, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm nhân tạo, không chất tạo màu và không chất bảo quản. Gạo có hương thơm đặc trưng, vị đậm đà, mềm cơm, vị ngọt dịu lưu giữ trọn vẹn hương vị tinh tế, dinh dưỡng tự nhiên, an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nên từ nhiều năm qua, khách hàng trong và ngoài nước đã tin tưởng sử dụng gạo Vinasit cho những mâm cơm ngày Tết thêm ấm cúng đủ đầy. Các sản phẩm gạo tươi sạch Vinasit đang có mặt tại hệ thống siêu thị Winmart, Copmart, Topmarket và các đại lý cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc. Ngoài ra, sản phẩm đã được xuất khẩu đến các thị trường lớn như EU, Úc, Nhật. Qua tìm hiểu, tôi được biết gạo Vinasit là dòng sản phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên tôi rất yên tâm khi lựa chọn. Trong quá trình sử dụng thì cơm được nấu từ gạo Vinasit có vị rất đặc trưng, vị ngon, ngọt, rất mềm và dẻo. Chính vì thế mà các thành viên trong gia đình tôi rất thích sử dụng cái thực phẩm này trong các bữa ăn. Vào những dịp lễ Tết thì tôi thường sử dụng gạo Vinasit thay cho những món quà gửi đến những người thân với mong muốn một năm mới sung túc, đủ đầy và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người. Thầy Quang Ngọc ạ, Tết mà anh thấy rằng là có những món ăn vừa dinh dưỡng tự nhiên, vừa an toàn sức khỏe thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Thế này anh sẽ mua tặng mẹ ngay để cả gia đình có thể là cùng nhau thưởng thức món ăn này. Bây giờ anh muốn tìm mua những sản phẩm thì cần tìm mua như thế nào? Vâng, anh Sơn Tùng và quý vị khán giả thân mến, hiện nay sản phẩm này đang được bán tại hotline và website đã được hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ tới nhà cung cấp để hưởng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp Tết này nhé. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.